Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Nguồn cung của thế giới giảm trong khi nhu cầu toàn cầu tăng cao đã tạo cơ hội cho ngành lúa gạo Việt Nam. Các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội nâng cao chất lượng để xuất khẩu đạt hiệu quả hơn mặt hàng chiến lược này của ngành nông nghiệp. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 490 đô la Mỹ trên một tấn, không thay đổi so với tuần trước, nhưng đây là mức giá khá lạc quan. Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong tháng 4 2023, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua, được chào bán ở mức 495 đến 500 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 50 đô la Mỹ trên một tấn. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau: IR 50404 6.300 đến 6.400 đồng một ký, OM 380 6.200 đến 6.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM 5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 6.900 đến 7.100 đồng một ký, DS1 8.600 đến 8.800 đồng một ký, ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký, ST24 ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký, OM2517 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Sacbin 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau: Đài Thơm 8 6.800 đến 6.900 đồng một ký, OM 18 6.600 đến 6.800 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.600 đến 6.800 đồng một ký, IR 504 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM 5451 6.400 đến 6.500 đồng một ký, và nếp khô Long An ở mức giao dịch 8.600 cho đến 8.800 đồng một ký, nếp khô An Giang 8.200 đến 8.400 đồng một ký, gạo nguyên liệu 9.600 đến 9.800 đồng một ký, gạo thành phẩm 11.000 đến 11.200 đồng một ký, tấm 9.300 đến 9.400 đồng một ký, cám 7.450 đến 7.550 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, IR 50404 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM 4900 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM 5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Nàng Hoa 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 7.000 đến 7.100 đồng một ký, VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.100 đến 7.300 đồng một ký, ST25 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang: Đài 28 7.100 đến 7.300 đồng một ký, IR 50404 6.200 đến 6.400 đồng một ký, OM 4900 6.600 đến 6.700 đồng một ký, OM 5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, OM 380 6.200 đến 6.400 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 6.800 đến 7.000 đồng một ký, VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.400 đến 7.600 đồng một ký, Sacbin 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long: IR 50404 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM 4900 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang: OM 4218 7.400 đến 7.500 đồng một ký, IR 50404 6.700 đến 6.800 đồng một ký, Nàng Hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký,
Đài thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM 5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký. OM 18 7.400 đến 7.600 đồng một ký. ST 21 7.100 đến 7.200 đồng một ký. ST 24 ST 25 7.300 đến 7.400 đồng một ký. Xiaomi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Japonica 9.100 cho đến 9.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An. OM 380 6.400 đến 6.600 đồng một ký. IR 504 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Đài thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Nết tươi Long An với mức giao dịch từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký. ST 25 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nàng hoa chín 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Và OM 4900 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau. OM 576 6.400 đến 6.600 đồng một ký. IR 504 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Đài thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM 6976 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM 4900 6.800 đến 6.900 đồng một ký. OM 4218 6.700 cho đến 6.900 đồng một ký. Tại chợ lẻ gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Gạo thóc minh 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 15.000 đồng một ký. Nếp ruột 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 22.000 đồng một ký. Gạo thơm thát dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký. Nàng hoa 18.500 đồng một ký. Sóc thái 18.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Cám 7.500 cho đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.